Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV 1 các bạn. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ phiên, chợ Cung Ly. Chợ này thuộc xã Cung Ly, Bắc Hà, Lào Cai, diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần. Đấy, chúng ta đang đi chợ phiên và xem giá cả trâu. Thì vào đầu video thì là mình chúc tất cả quý vị và các bạn là xem video luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Chúng ta đang xem các bác mua con trâu này các bạn, tham khảo giá. Đấy, một trâu cặp nhé các bạn nhé. Cặp này thì mình nghe lúc đầu, lúc buổi sáng sớm ấy, thế là báo là 30 triệu. Đấy. Bây giờ thì không biết bao nhiêu. Hình như là bán rồi các bạn. Hãy khao mẹ hãy bể à. Hôm nay nó đi nó mới làm thế rồi. Hôm qua đi ngủ với gái cái tiền rồi. Qua đi mua cả trâu này là nhìn thấy cái người nồng nó đấy thế này và giỏ này. Đấy thế này mình tưởng nó bù trâu, tưởng nó bù trâu nó đấy thôi. Lũ 3 triệu. Năng con năng mẹ con. Thua là thắng. Thua là thắng. Thua chắc là kêu họ già. 3 triệu. 9 triệu không bán thua rồi. Hay 9 triệu thăm à. Bỏ cái gì? Ba mẹ con này nữa, hai mẹ con này nâng cái đầu trâu này luôn 3 triệu. Trở về đâu anh chị? Trở về đâu? Ông đi về không? Mình gần không cơ mà. Còn ngay làm giá đi. Này đi á. Nghe làm giá thì cho đây 200 để trở cho nhá. Nghe đây này. Nghe thuê đây ra. Dắt bộ về đúng không? Ờ. Đi đi. Quay video lên bảo ông này luôn nâng con trâu này 3 triệu nhá. Lô ạ. Lô ạ. Đúng 3 triệu mà. Cho thấy bác cười vẫn to tưởng lãi. Ba lũ để kìa. À, cười nỗ cười. Không thì là... Làm mồm bác này làm thế này mới biết à. Lũ bao nhiêu hơn không khóc à. Nhìn chi làm mà không phải. Hay là phải cho của làng rồi, cho của làng không? Như chim bác mà. Hả? Vâng. Như chim bác này lũ bao nhiêu nữa. À, đây con cặp này vừa giao dịch xong các bạn, đang đếm tiền. Cặp này 27 triệu nhé các bạn nhé. Đây con mẹ này. Đấy. Đây là con con. Đấy. Đây là con con này các bạn này. Đây 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 đây. Con con này chắc nó chỉ rơi vào tầm 1.5 tháng tuổi đấy các bạn. Mình đoán vậy. Đây không phải con mẹ của nó nhá. Con mẹ của nó đây này. Đấy. 27 triệu. Con mẹ to. Đấy, con này chắc là mắn đẻ đây. 27 triệu chỉ bán mấy con mẹ thôi, con con nó cho nó mà. À con con nó tặng đúng không ạ? Đấy, con này con khác nhé các bạn nhé. Con của nó đây này. Bây giờ phải con này hay con này? Không sao mà đen chỉ nó muốn. Bây giờ em nuôi một con ở nhà 5151 đấy anh ạ. Mồm em xì không sợ, chỉ sợ đốm một tí tí thôi. Sợ là đấy. Đấy nó kêu đen hay. Nó đen không sợ. Đen nhiều thì kêu người nói. Ở đây là con mẹ này các bạn ơi. Đấy. Một con trâu mẹ. Đây là con này. Đấy. Nói chung là cặp này thì mình cũng không bình luận nhiều các bạn. Chủ yếu là giá mình báo giá cho các bạn xem thôi. Đấy, còn ngoài kia người ta đang xem con trâu khác các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sang con đấy xem người ta bán con trâu gì nhá. Còn cặp này thì người ta đã bán rồi.
bán với giá là 27 triệu, lúc sáng báo là 30, giờ bán được 27. Đây con chỉ được chặn, nếu mà con này thì chắc là 2 tháng. Còn con này mình cứ tưởng con này nhưng mà không phải, con là con, nó là con này. Con mẹ thì bụng to các bạn. Con này thì cũng đẻ được vài lứa thôi. Nói chung là đây là con mẹ. Con mẹ là thuộc cũng hệ là to to đấy các bạn, không phải là hệ nhỏ. Tầm 27 triệu là hệ to to. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang con trâu khác các bạn. Thấy người ta đang đứng ở đấy xem rất là nhiều. Không biết là xem con nào. Ba bảy quán bảo châu người đồng ý nhưng châu không đồng ý. Con này như trước con anh em quá, mà con này thì giới nhỉ. Con này con mày mua của anh đi 6 mấy giờ nhỉ? 65 triệu. Mua con mày 65 triệu cổ đéo bằng con này nhỉ? Không bằng con này. Người á? Nói đi. Người nó thấp hơn một tí. Nó thấp hơn con này. Nhưng mà chỉ đem cái đầu với cái xương thôi. Nhưng mà đây là trông có giá, có cái giá đấy thôi. Đây anh. Anh con đuôi trắng kìa. Con bỏ tiền ra. 1.5 này. Lấy con kia chấp con này đây. Đâu ta xem. Không, chấp con này trước nhá. Con này trước con kia mà. Con này phải chấp con kia rồi. Con này tôi con người bé không phải con này chứ. Không phải nhiều, em mà lấy con này mà. Cái gì thế ra? Con nhà không. Cái gì thế à? Thấy chẳng là chú mà, chưa được mà. Là mang con và chú đi đánh con này. Đúng rồi. Thấy con và chú bây giờ bán đi à? Đi rồi. Không phải đây này rồi. Thả một con em đi một người nhạc. Không biết thiệt cái này. Một em trâu đực to các bạn. Đấy. Con này có khả năng là to nhất chợ ngày hôm nay nhỉ. Đấy. Con này khá là to. Nếu mà anh đi anh cũng lấy con này sao rồi. Hôm nay mình đi ra khỏi mình mấy triệu đi cha mẹ. Hôm nay đi đánh bao nhiêu? Đi đánh mấy triệu con này rồi. 2 mấy triệu. Con này là con to hay con bé? Con là con to. Lấy con bé xong mới đánh con này. Con này cổ u nhờ các bạn, cổ u này, tai nhỏ này, sừng sừng ngắn nhưng mà rất là chắc, mặt to, nói chung là con này cũng béo các bạn. Xe có xe các bạn, xe này là xe 29C. Giả bao nhiêu? Ô, em giả trâu cốc ly, em hay giả cao lắm đi bác hai, hay là giả gì ạ? Bỏ 42 triệu ấy thôi là vì tâu trâu của anh. Không bằng trâu anh đâu. Bán đi. Bán đi để còn vé hoa cho nó. Hôm nay dưới hơn
Bán xong con này cho em là đi uống rượu đấy, lần này đấy. Giá này bao nhiêu ạ? 2 triệu. Nói chung là con này thì cũng rất là béo các bạn, đầy đặn, to, chắc chắn. Con này cao 1m35. 7 á? Đấy, cao tầm 1m35 thôi ạ. Đấy. Nhiều người xem quá mà chưa mua được nhỉ. Đấy. Con này to nhất chợ ngày hôm nay đấy các bạn. Chả con nào to, mỗi con này to. Chắc là có khi mua châu thì bao nhiêu? 47. Con này là châu trọng nhất. Đi về đi, châu đòi 47 triệu xem làm gì nhiều. Hoa hết cả mắt hết. Ôi châu ơi, đi xe đến mình đốc một miếng à? Hôm đấy là cái thứ nó không thành. Đấy nó con nhiều. Châu nước lọc đi về. Tốt nhất. Rồi ok các bạn nhé. Con này thì xác định là to nhất chợ ngày hôm nay rồi. Nhưng mà giá thì cũng hơi cao. Giá con này người ta đang báo là 47 triệu cơ. Đấy, không biết là anh kia trả 42, chắc là chủ vẫn chưa bán các bạn. Con em trâu rất là khỏe. Chắc chắn con này đô cây, cổ to. Và cái sừng của nó thì nó hơi gọi là nó hơi cúp một tí các bạn. Còn là không phải bái hậu nhưng mà nó kiểu nói chung là sừng ngắn các bạn. Đấy. Rồi ok các bạn nhé, con này thì vẫn chưa bán được, mình không quay nhiều nữa. Bởi vì là mình đang đợi một ai đó mua và chốt đơn. Nhưng mà con này người ta đang bàn luận rất là nhiều. Chủ đưa ra với giá là 47 triệu. Và thương lái đang trả 42. Nên chủ chưa bán các bạn. Nói chung là một em trâu khá là to đẹp. Nhất chợ ngày hôm nay. Đấy. Còn con trâu trắng này thì ở trong live stream trực tiếp ngày hôm nay mình cũng quay cho bạn xem rồi, một em trâu trắng. Đấy. Con này bán với giá là 16 triệu nhé các bạn nhé. 16 triệu. Đấy. Còn bên này cũng có một con trâu này. Đấy. Con này con đực con gái nhỉ. Con này con đực dáng mỏng các bạn, đực cái cao. Và cổ thì cổ trâu cái, sừng thì sừng trâu đực, cổ trâu cái, mặt bé. Nói chung là cổ với mặt là trâu cái, còn sừng là trâu đực. Mặc dù con này người ta đang báo giá là 17 triệu ạ. 17 triệu. Con này được cái cao này, nhận xét là được cái cao các bạn. Con này chưa bán được, còn con trắng kia là người ta đã mua rồi, 16 triệu. Còn con trâu đực người ta đang quan sát, em trâu đực này cơ. Đấy, một con trâu đực to nhất chợ. Đấy, đang ra bán cũng khá là giá cao. Đấy, 47 triệu. Có người trả 42 thì chưa bán các bạn. Đấy, rồi ok các bạn nhé. Con đấy thì mình không quay nhiều nữa. Mình sẽ sang một số con trâu khác mình quay cho bạn xem. Chị Hương ơi,
Hình như trên kia có một con kìa các bạn nhé. Trên kia thì cũng người ta cũng đang xem này. À, bên này có một vụ này các bạn này. Bao nhiêu không lấy đâu, bao nhiêu có phải tiền, có phải tiền lấy đâu. Chiều thì 20. Lấy đi, đi cả 2 tháng không thấy là hay lại giống này đâu. Mấy tháng không không gặp cái loại này mà. Đi cả nà đấy, không phải là mấy tháng đâu. 2 con mua 1 con thôi mà. Có được không? 10 triệu. Nhà còn, trong nhà còn còn nhiều trâu nữa, còn trâu nó xin cái đi đi. Bao nhiêu mà lấy 1 con là... Con này đi nuôi chứ. Đấy nó cứ chần chừ ai có thể con này 30 triệu mới bán bây giờ chúng nuôi được mai kia để một con là bốn mấy triệu đấy đây này cũng to đấy nha chữa nha để một con ra thì bốn mấy triệu đấy mà giống này nó đẻ con to mà bao nhiêu lấy không? Con lấy thì bắt đầu đi xe luôn. À. Về rồi à? Về với bản rồi. À, con to này thì hình như là bán rồi các bạn. Thấy sáng bảo con to bán rồi. Con mẹ ấy. Đây là trong cặp nhá. Cặp này lúc sáng bác báo là 50. Con mẹ thì bán rồi các bạn. Con mẹ bán với giá là 27 triệu. Còn con thì 20 triệu thì chưa bán. Và giá mong muốn là 21 triệu các bạn. Đấy, thấy sáng bác chia sẻ vậy thì mình cũng truyền đạt lại vậy. Mà mình thấy cũng hợp lý thôi. Bởi vì là cặp trâu này khá là đẹp. Đấy, trâu ở trên miền Bắc là cặp này cũng khá là đẹp rồi. Bởi vì là con kìa, ngoại hình cân đối. Và có một điểm chê đấy thì là các bạn có thể là xem video này trực tiếp thì các bạn biết được đặc điểm của con đấy. Con đấy là con nghe con là con cái, nhưng mà nó lại có cái tâm tinh. Còn cái khoáy tâm tinh ở trước mặt đấy. Thì mình nghĩ là sau này con này rất là bướng bỉnh đấy. Bây giờ là người ta cho lên xe đấy, cũng rất là bướng bỉnh. Vụ hot nhất của chúng ta ngày hôm nay vẫn là con trâu to các bạn. Vẫn đang rất được sự chú ý của nhiều người. Và không và mình nữa các bạn cũng đang rất là tò mò. Đấy. Con này cổ u các bạn, vai dày. Nói chung là về độ thông phẩm con này được thịt các bạn. Nói chung là người ta vẫn đang bàn luận các bạn, vẫn chưa chốt được đơn. Bây giờ là chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Bởi vì là chợ bây giờ là cũng cuối giờ rồi. Cuối giờ này không biết là còn con gì để quay cho các bạn xem không. Hình như là người ta đang xem con trâu kia các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ra quay cho bạn xem người ta bàn luận với giá bao nhiêu con đấy. Bởi vì là đi quay này phải đi thực tế cơ. Phải quay được con nào người ta chốt đơn cơ. Còn đang trên bàn luận thì nó vẫn chưa thực tế lắm các ạ.
Có thôi rồi chứ. Có thôi rồi. Ngoài lũ bằng em cắt cổ đứt hết cả tay này. Vợ đéo giúp được cái chuyến trước toàn chiếc em mới đúng gì. 6 con trâu mang đây một tuần. Lỗ hàng gần 3 triệu. Mua rồi đi xem đi. Mua lại một chiếc để các việc cần. Người ta mua làm giống thì người ta mua rồi. À. Thế cho thằng này kéo đi 500 càng theo đó, thì cái kia còn con đôi còn cạc còn con. Đôi cạc nữa còn con. Mày mà chần chừ là bán 25 triệu bảo đi lấy à, bảo bây giờ 23 nữa thôi. Ok các bạn nhá. Con này thì người ta cũng đang giao dịch rồi các bạn. Đấy, 24.500.000 các bạn. Đây con này. Bọn em châu Đực dáng gọi là tầm tầm nhỏ. Đấy, cũng đang tuổi lớn các bạn. Và con này thì người ta đang mua về để làm giống. Thì về tương tá con này thì lấy luôn. Nhiều thịt hơn con kia nhiều. À, con này đang tuổi lớn mà. Con này đang tuổi lớn các ạ. À, con này bán này nhé các bạn nhá. Giá thực tế là 24.500.000 bán rồi. À, có nghĩa là có người mua nữa, mua lại. Lấy lời 500 được. Là mua đó cả. Là cho tao 100 thì tao mới bán. À, có nghĩa là lời lại 400 thôi. Lên cho chết. Cảm tốt lắm con này. Anh ơi mua lại không? Đảo dâu tâu à. Mua lại 25. Mua lại 25 lời chi phí cho người trung gian 100. Đấy. Con đấy người ta mua về người ta nuôi nhá các bạn nhá, không phải làm thương phẩm. Đấy. Nói chung là con này cũng được, không phải là to hẳn nhưng mà dáng vẻ của nó là cũng được các bạn. Đấy, nuôi làm trâu cày rồi trâu gia đình được chứ không phải làm trâu thương phẩm ngay. Con này đang tuổi lớn các bạn. Con này mình nghĩ là rơi vào tầm 2 tuổi rưỡi thôi. Em nói nhanh là mày có lấy không thì tao bàn bố con này đây nó to nó nhẹt đi. Bây giờ nó đi đồ 500 luôn này. Ông Nguyên đến đây ông bảo nếu con này 25 thì trả hơn hôm kia. Thì ông muốn nói, em mới bảo là mày không nói nhanh gì bán hôm nay. Kìa lỗ 800 lắm. Có đến muốn bán lắm mà. Mua mất trâu. 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 Mua mất trâu.
cứ lạch 500 mình làm luôn. Quật luôn. Mật châu lại 500 qua lời. Làm 500. Anh em à? Hả? Có anh em gì không? Nhưng mà biết tiếng đồng ấy. Chơi chơi. Một tài trạng chảy ra đây. Một tài trạng chảy ra đây. Chúa là. Chia là. Sừng chắc. Tao lấy chưa? Lấy đi chiều mổ luôn. Bắt đi lấy đi. Dắt luôn đi bắt. Bắt tay luôn á. Bắt tay cho chắc ăn. Bắt tay đi. Rồi ok. Bắt chân nữa không? Bắt cả chân luôn. Con này người ta về làm thương phẩm luôn các bạn. Đấy. Chắc là người ta có việc, người ta mua về làm thương phẩm luôn. Còn anh kia anh vừa mua là 24.500. Bây giờ bán lại thì phải bán 25. Có nghĩa là anh mua phát là anh lãi được 500 luôn. Đây anh, đây là các bạn, anh nhỏ nhỏ này. Đấy, bé béo này, anh nhỏ nhỏ này. Đấy, lúc anh vừa mua bên kia là 24.500. Bây giờ lại có một người nữa thích mua trâu của anh ấy, thì anh lại bán lại với giá là 25, anh lời 500 mà không phải mang trâu về, mà không phải bỏ vốn ra. Vốn bỏ ra vắt xoay vòng dính được luôn. Mà người kia cũng thích mua, bởi vì là cái người mua lại thì cũng thích mua con này 25 triệu. Bởi vì lúc người ta mua một con khác cũng giá tầm đấy mà độ thương phẩm nó không được, như thế người ta vẫn không ý, người ta mua con này về làm thương phẩm. Tóm lại như vậy. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác xem video luôn vui vẻ. Và đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ Tây Bắc TV1. Và có con trâu này thì người ta báo là 47 triệu. Có người trả 40 triệu đến 42 triệu là anh chưa bán. Còn tình hình kết quả đi về đâu thì mình hy vọng mà chốt đơn được con này thì mình sẽ quay lại. Còn không được thì thôi các bạn nhé. Đây. Tôi đang gạo kéo, em đang gạo con này này. Đã nóng rồi, nóng rồi, cháu đã luôn rồi, chú mua rồi. Tại vì em có xe. Nó sẽ lấy món chanh xí tắm xí bỏ cho mà cháu đã luôn rồi, chú mua rồi.